mình Nikki đến từ diễn đàn kinh tế. Mời các bạn đến tham quan gian hàng đầu tiên trong triển lãm từ máy tính và công nghệ thông tin năm 2009, đó là gian hàng Captain.com. Sau đây là đại diện của gian hàng Captain, anh Hiệp. Kinh tế, mình cũng biết kinh tế đó. Anh cho em hỏi vài câu luôn à. Đã xuất chúng ta dạ. Năm rồi em cũng thấy các tên tham gia vào cái triển lãm năm 2008. Thì năm nay mình tham gia vào trong năm 2009 này á, thì mình có cái gì mới hơn không anh? Thực chất là năm nay mình thấy là mình có rất là nhiều sản phẩm mới, như là sẽ làm những sản phẩm từ những da cao cấp như là da cá đuối hay là da cá sấu bên này, hoặc là từ da bắn da chanh này. Rồi năm nay thì mình có cái chương trình khuyến mãi đặc biệt là người dùng đến cái gian hàng khách tên sẽ được phiếu mua quà giảm giá 30% và có một quà tặng rất là dễ thương. Rồi nó được thêm một cái quà tặng. Đây, đây, đây. Có một thành viên tinh tế khi mà thành viên diễn đàn bạn á đến với lại gian hàng khách tên thì sẽ được tặng một cái móc chìa khóa làm bằng da rất là đẹp. Các bạn thấy là ngoài những cái sản phẩm truyền thống như là làm bằng da bò, các bạn thấy đây là dán máy tính nè, dán điện thoại nè, thì năm nay các tên sẽ thêm một xu hướng mới, đó là dùng những cái sản phẩm da cao cấp như là các bạn thấy đây là da cá sấu hay là da chanh đó, hoặc là chúng tôi làm những cái sản phẩm từ da cá đuối rất đắt tiền. Rồi, xin cảm ơn.